Sẽ có bốn đứa này này, bốn đứa này sẽ về nhà mới này và một cún đen này nữa nhá. Thì Hùng vừa mới cho ăn test sức khỏe rồi. Thì bây giờ là rồi, xin chào tất cả các bạn thân mến nhá. Và hôm nay trong cái video clip này thì Hùng lại chia sẻ cái buổi chuyển 5 cún một chuyến xe vào trong miền Nam, Nam Tiến. Thì trong đó là có 3 cún và 3 nơi khác nhau, và có 2 cún, một cún cái vẹn hổ nửa và một cún đực vẹn vàng cam bạc má là về chung một nhà. Thì sau đây mời các bạn theo dõi hành trình của cún Hùng test sức khỏe ăn uống rồi thì vào soạt ra bến xe làm sao, các bạn đón xem nhá. Nhá, hôm nay thì thời tiết cũng rất là đẹp này. Đấy, rồi nắng đẹp và cún cũng rất là khỏe. Cún này là cún bạch hổ nhá. Vẹn kem bạch hổ sáng màu nhá. Không hiểu sao mà quay kiểu này mà nó tối thế. Và đây là cún thứ 2 nhá. Cún vẹn vẹn kem cái. Đấy, bao giờ cũng vậy, thì cho ăn test sức khỏe trước 2 tiếng để ra xe để xem tình hình sức khỏe cún ra làm sao. Thì cún này cún cái này, ăn uống khỏe mạnh này. Cún cái vẹn kem bạc má này. Đấy. Ăn rất là khỏe luôn. Sốc như lợn luôn. Cún này thì hạc tố tốt nhá, sắc sảo nhá. Đây là cún thứ 3 nhá, cún cái đen lưỡi đen. Đấy. Hàng chuyển chọn đấy nhá. Hôm nay về nhà mới cũng vào trong miền Nam luôn. Còn nhìn kiếm này, kiếm lồng lọc nhá, xoáy nhô nhá. Con này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Màu một màu đen tuyền luôn. Không có một cái sợi lông trắng nào, và cún này đang thay lông nhá. Các bạn nhìn nó đang thay lông, nó đang lơm nhơm chỗ trắng trắng này là nó bị rụng lông. Con này lưỡi cún đen. Trước khi vào nhà mới thì cũng cho ăn để test sức khỏe. Đấy. Tí thì cũng cho vào nhập đàn. Nhập đàn chơi các bạn một lúc thì Hùng sẽ cho vào trong giỏ cùng với bốn em kia. Hôm nay thì Hùng nhắc lại 5 em vào nhà mới đều là Nam Tiến. 5 em. Thì có 2 em cùng về một nhà, còn đâu là 3 em thì về 3 nơi khác nhau. Thì tí nữa các bạn theo dõi hành trình của cún vào sọt lên xe và về nhà mới làm sao. Đó. Đây nha. Sẽ có 4 đứa này này, 4 đứa này sẽ về nhà mới này và một cún đen này nữa nhá. Thì Hùng cả cho ăn test sức khỏe rồi. Thì bây giờ là thả ra chơi một lúc rồi, cho vào trong cún này chuẩn bị đây em đen lưỡi đen đây, cho vào trong cún này chuẩn bị vào trong sọt nhé. Đón xem cún vào trong sọt và ra bến xe làm sao nhé. Hôm nay thì Hùng gửi nhiều như là nhà xe đến tận cửa nhà để đón các cún đi nhá. Xe thì chỉ có xe 16 chỗ thôi, chạy vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Xe bật điều hòa chứ không lo là bị nóng hay là vấn đề gì cả. Là cún này để trên xe và được hưởng điều hòa mát lạnh luôn nhá. Và các bạn đón xem nhá. Đây cái cún vẹn trắng này, thổ này. Đây là cún đực bạc má này. Đây cún cái vẹn kem này. Đây cún vẹn nửa này. Đấy. Cái cún vẹn nửa mới cún bạc má này này về cùng nhà nhá. Đấy. Còn hai cún này về hai nơi khác nhau. Và cái cún đen này nữa, cái cún đen này thì cũng về nhà khác và toàn bộ là Nam Tiến nhá. Cho em đứa thứ hai là con đực vẹn kem bạch hổ này, con đực nhá.
Đấy, em về nhà mới. Hôm nay em về nhà mới. Rồi, em thứ hai nhá. Em thứ hai. Em thứ ba là em làm cái này nha. Rồi em thứ ba nha. Em thứ ba xong rồi. Và đây là cái sọt đôi của hai cún và chung một nhà. Cún đực vẹn lửa này, bạc má này, xoáy kiếm này, đuôi cung này, vẹn lửa này. Em vào nha. Đây là em cái vẹn lửa này. Đó. Vẹn đào này. Hai em này vào chung một nhà. Rồi xong rồi nhá. Rồi nhá, thế thì đây. Trong này là hai cún này nhá, hai cún ở trên một nhà nhá. Trong này thì có một cún. Đấy, trong này có một cún. Trong này thì cũng có một cún này. Đây. Cún vẹn kem bạch hổ này. Đấy. Trong này là một cún đen, cái lưỡi đen nhá. Đấy. Thôi thì các bạn tiếp tục lán lại trên màn hình để xem cún ra xe xong về nhà mới ở trong Sài Gòn nhá, Nam Tiến. Ở hôm nay là ngày hội đưa cún về nhà mới nhá. Ở trong này là hai cún này, trong này một cún này, trong này một cún này, trong này một cún này. Đấy. Hôm nay luôn ngày hội luôn. Đang chờ xe đến nhá. Đấy. Xe sắp đến rồi. Ok, xe đến rồi nhá. Anh Chiến à? Thì không phải thu hộ đúng không? Rồi. Cú này may không phải thu hộ là nó ở xa. À tôi bảo này, vào trong đấy thì bảo cái đội mà nếu mà chuyển xe bảo nó cẩn thận nó lắng thôi thì okay, đấy. Các bạn nhớ để ý xem là có cái nào thu hộ rồi. Chào nhá. Đi nha bạn em. Rồi. Thế thì cún đã lên xe về nhà mới rồi. Thế thì chúc các cún lên đường bình an, mạnh khỏe nha. Và về thật hạnh phúc bên gia đình mới. Rồi. Thế thì các bạn mà quan tâm đến cái con giống Trung Quốc ở bên Hùng ấy, thì có thể là ấn đăng ký kênh và ấn vào nút hình quả chuông ấy, để khi Hùng ra video clip mới cập nhật về cái con giống ở bên Hùng thì các bạn có thể lên được ngay nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đi vào ơi, con ơi, đi vào, nhanh.